Về già, đừng vay tiền của ba người này. Bằng Thanh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, sống trong một xã hội hiện đại như ngày nay, điều không thể thiếu đó là tiền. Đồng tiền nuôi sống bản thân và chính gia đình chúng ta cũng như toàn xã hội. Có người nói tiền chỉ là phù du cũng không hẳn sai, nhưng thiếu tiền chắc chắn sống sẽ rất vất vả. Nhiều người khi về già do không có khoản tích lũy khi còn trẻ, lương hưu cũng không có, bởi thế mà họ sống lay lắt cực khổ. Đường cùng thì lại phải đi vay tiền người khác. Thế nhưng không phải ai chúng ta cũng có thể mở lời vay tiền mà phải tránh ba kiểu người này ra. Đó là ba kiểu người nào? Xin mời quý vị hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe và cùng chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây xem có đúng không quý vị nhé. Thứ nhất, không nên vay tiền của người thân coi thường mình. Bà Lý, hơn 60 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa là bà ấy vừa ức vừa đau lòng đến phát khóc. Cách đây 15 năm về trước, bà Lý liều mua nhà 1,1 tỷ khi chỉ có trong tay đúng 300 triệu đồng. Bà ấy là mẹ đơn thân và phải sống tằn tiện hết sức có thể. Ngoài ra, bà thường phải làm tranh thủ cả ngày lẫn đêm, làm thêm nhiều công việc trong một ngày để kiếm được nhiều tiền trả nợ nhất mỗi tháng. Đó là câu chuyện mua nhà đầy áp lực của người mẹ đơn thân 45 tuổi. Bà Lý từng kết hôn, tuy nhiên khi con được 3 tuổi thì vợ chồng bà ly hôn do quá nhiều mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống. Khi ấy, bà làm phiên dịch cho một công ty xây dựng, lương tháng 15 triệu đồng. Sau ly hôn, mẹ con bà Lý về cùng sống với ông bà ngoại và gia đình cậu em trai. Hằng ngày, bà Lý đi làm, còn ông bà ngoại chăm cháu và đưa đón cháu đi lớp. Không như nhiều mẹ đơn thân khác, chồng cũ của tôi sau ly hôn vẫn có trách nhiệm chu cấp cho con một tháng 4 triệu đồng. Ông cũng hay đưa con đi công viên, đi xem phim cuối tuần hay đóng các khoản học tiếng Anh cho con. Bà Lý cho biết, ông bà ngoại đẻ được hai người con, bà là cả, còn một em trai kém bà 3 tuổi. Biết bà mua nhà, ông bà ngoại cho con gái vay 200 triệu đồng. Khi đó, em trai bà đã lập gia đình, có công ăn việc làm ổn định, lương cao nên kinh tế dư giả lắm. Từ hồi bà ly hôn về ở chung với bố mẹ và vợ chồng em trai là cậu ta đã có vẻ không hài lòng rồi. Lúc ấy, bà có ý định vay thêm em trai 400 triệu để đủ tiền mua nhà. Vợ cậu em trai thấy bà có ý định như thế là nói to nói nhỏ với chồng. Chị ấy giờ là mẹ đơn thân, vay nhiều như thế liệu có trả nổi không? Thóc đâu mà đãi gà rừng hả chồng? Ông em trai thấy vợ nói thế thì cũng xuôi xuôi. Trước nay đã không ưa gì bà, giờ nghĩ bà về ăn nhờ ở đậu cùng với bố mẹ, tốn kém bao nhiêu chi phí ăn uống sinh hoạt. Nhưng rồi sau bố mẹ nói vào nhiều, vợ chồng em trai đành cho bà Lý vay tiền. Bà mua được căn nhà mới thì vui lắm, nhưng giờ số tiền nợ nần đè nặng trên đôi vai gầy của bà. Bà hứa rằng sẽ cố gắng trả hết nợ trong 3 năm cho mọi người nên gồng gánh mọi thứ. Bà làm việc không quản ngày đêm vất vả vô cùng, rồi ngày này của 3 năm sau cũng đến. Dù bà đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn khoản nợ của em trai vẫn chưa xong. Bà xin em trai cho mình thêm thời gian một chút để mình làm thêm, vì thời gian qua bà đã cố gắng lắm rồi. Lúc này, vợ chồng em trai mới lộ bản chất thật. Họ chả có chút tình thương nào với người chị nghèo khó. Họ bắt đầu buông những lời cay nghiệt.
cái việc ly hôn về nhà mẹ đẻ ban đầu là chị đã không đúng. Sống không hẳn hoi, lại về ăn nhờ ở đậu. Bố mẹ thương chị, khuyên nhiều nên chúng tôi cũng cho chị vay tiền. Ấy thế mà chị lại thất hứa, không trả đúng hẹn. Biết thế ngày đó, mặc kệ chị, giờ tôi đỡ phải đau đầu. Bà Lý vô cùng sốc, không nghĩ người em trai ruột thịt lại đối xử với mình như thế. Bao nhiêu vất vả, bà gồng gánh, bà cố gắng để ra ở riêng, không làm phiền bố mẹ và gia đình em trai. Thế mà lại bị chính vợ chồng em trai khinh thường, không coi bản thân ra gì. Bà vô cùng ấm ức và đau lòng. Đúng là động đến tiền là tình cảm anh em chả còn nữa. Sau đó, bà lại tiếp tục những tháng ngày chăm chỉ kiếm tiền. Vài tháng sau, bà trả hết nợ cho cậu em trai. Nhưng từ đây, tình cảm chị em trong nhà không còn nữa, vẫn mặt nặng mày nhẹ. Không ngờ vì những đồng tiền ấy mà bà bị chính người trong nhà coi thường và nhục mạ. Biết trước thế này, bà thà đi vay người ngoài hoặc ngân hàng có khi lại thoải mái hơn. Mà nếu không có khoản nợ đó, thì bà cũng không hề biết gia đình cậu em trai lại khinh thường bà như thế. Hiện tại đã qua hơn 20 năm rồi, nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện ngày xưa, bà lại đau lòng, bà ấm ức vì bà không làm gì sai cả. Nhưng mọi thứ bà nhận được từ người bà coi là gia đình lại làm bà thất vọng vô cùng. Quý vị thân mến, người ta thường nghĩ người thân dù gì cũng có chút máu mủ ruột thịt, sẽ không bỏ rơi nhau, nên tiền bạc sẽ dễ dãi. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Một số người ngoài mặt tỏ ra bình thường, nhưng động đến tiền là bắt đầu lộ bản chất thực sự. Dù có là ruột thịt trong nhà đi chăng nữa, khi về già mà có tiền thì người khác sẽ đến tung hô, khen ngợi, nhưng đây không phải tấm lòng thật. Thực chất họ muốn nói những lời tốt đẹp đó để có thể nhận được sự giúp đỡ trong tương lai. Tuy nhiên, khi không có tiền thì người ta chỉ coi khinh và chà đạp lên bản thân quý vị thôi. Bởi vậy, dù nghèo đến đâu, cũng không nên vay tiền của người thân coi thường mình. Dù có vay được tiền hay không thì cũng bị dè bỉu và coi thường đấy quý vị ạ. Thứ hai, không nên vay người yêu tiền như mạng sống. Tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi, sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng từng yêu rất nhiều và toàn là các cô gái xinh đẹp. Tôi cũng từng lập gia đình một lần nhưng lại tan vỡ. Phần nhiều vì tôi không chịu được tính đỏng đảnh, thích ăn diện, chỉ dựa vào tiền bạc của bố mẹ, của vợ cùng mấy cô bồ. Phần vì tôi thật sự cảm thấy ở chúng tôi không có sự chân thành, hy sinh vì nhau, chỉ là một giới giàu có, cùng chung chí hướng, thích ngao du thiên hạ, thích chơi bời, thích xả láng ăn tiêu. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó thật vô vị, là đàn ông dựa vào bố mẹ là không tốt, phải tự lập, phải vươn lên. Tôi cũng lo lắng đến cuối đời, mình không có được người tri kỷ bên cạnh. Cuộc đời thật tẻ nhạt. Người giàu như tôi thật sự không thể nào biết được người nào thật lòng yêu mình, người nào yêu túi tiền của mình. Tôi nói vậy, có thể mọi người sẽ suy nghĩ tôi kiêu kỳ này nọ. Có thể mọi người cũng cho rằng tôi hơi khoa trương. Nhưng dù trong phim hay ngoài đời, chuyện người giàu có kiếm tình yêu chân thành đều là có thật. Những cô gái ở bên họ, một là lợi dụng họ, dùng sắc mê hoặc đàn ông. Hai cũng chỉ là các cô tiểu thư ăn trắng mặc trơn. Đến tuổi này rồi, tôi lại mong tìm được người phụ nữ chân thành, tốt tính, yêu thương tôi. Hiểu và thông cảm với những áp lực cuộc sống, là người cho tôi biết thế nào là tình yêu vui vẻ, thoải mái,
chứ không cần xa hoa, sang chảnh. Tôi đã gặp bà và yêu bà, người phụ nữ cũng đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Khi tôi đóng vai một người nghèo khó, tôi không đi xe hơi sang trọng, không mặc đẹp, cũng không cầu kỳ về hình thức. Đóng vai một người có công việc khá bình thường. Tôi không làm ở công ty của gia đình, tới một văn phòng để làm việc bình thường như bao người khác. Thời gian đó, tôi đã gặp được bà, người phụ nữ hay đi tập thể dục ở gần bờ hồ chỗ tôi. Về sau, tôi mới biết là chúng tôi còn là đồng nghiệp. Rồi chúng tôi làm quen, bà ân cần hỏi han tôi, bà còn đưa tôi đi ăn. Tôi cố gắng làm mọi thứ để có thể tận dụng lòng tốt của một ai đó. Nhưng dường như chỉ có bà là người nhiệt tình với tôi nhất. Bà ăn mặc giản dị, không sang chảnh hay lòe loẹt như những người phụ nữ khác. Ở bà toát lên một sự chân thành hiếm thấy. Tôi đã bắt đầu cảm tình với bà. Khi tìm hiểu về gia đình bà, tôi còn càng biết được bà vô cùng khó khăn. Bà ở quê, bố mẹ bà đều già cả rồi. Làm nông nghiệp thôi nên họ rất nghèo. Bà cố gắng từng ngày để có thể có được những đồng lương, tiết kiệm mang về biếu bố mẹ và lo cho gia đình. Bản thân tôi luôn trân trọng những con người như bà. Tôi cũng đóng vai một người đàn ông nghèo nên rất thích về quê bà chơi. Tôi đã về tận nơi tìm hiểu và thấy cuộc sống của gia đình bà thật vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười và sự chân thành. Rồi một ngày nọ, tôi lấy lý do có việc gia đình rất quan trọng, cần số tiền khá lớn mà hiện tại không đủ, muốn vay tạm bà một ít để trang trải. Bà chần chừ mãi, vì với bà, tiền là quan trọng nhất. Có tiền, bà mới lo được cho bản thân và gia đình. Nhưng giờ, người mình quan tâm lại rất cần tiền. Bà ậm ừ rồi cũng cho tôi vay tiền. Tôi bảo với bà, 3 tháng sau sẽ trả bà đầy đủ. Bà đồng ý và vẫn vui vẻ với tôi như bình thường. Cả hai dù không còn trẻ trung gì, nhưng chúng tôi như gặp được tri kỷ và trò chuyện rất hợp. Rồi đến ngày hạn trả tiền, tôi bảo bà là tôi trả được một nửa số tiền. Dù tôi rất giàu, nhưng muốn thử bà một chút. Bà tỏ thái độ luôn và nói, sao lại trả một nửa thế ông? Rồi cả số tiền lãi cũng phải có cho tôi nhé. Tôi hơi giật mình vì thái độ của bà. Tiền lãi là sao? Rồi tôi nói bừa một lý do là mẹ già ở quê đang ốm nặng cần tiền chạy chữa. Do số tiền vay mượn nhiều nên chưa trả kịp cho bà. Lúc này bà nghĩ tôi lừa bà. Dù tôi đã nói lý do mẹ ốm mà bà ấy vẫn không quan tâm và muốn đòi lại bằng được số tiền đã cho vay trước đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục mà bà vẫn không nghe và buông những lời mắng nhiếc tôi thậm tệ. Nào là ông lừa tôi, đồ khốn nạn, đồ hư hỏng, đồ mất dạy, đồ dối trá các thứ nữa. Tôi giờ đây hiểu ra một điều, có lẽ bà yêu tiền hơn mọi thứ. Ban đầu bà quen tôi chắc có rung động nhất thời, nhưng sau này động đến chuyện tiền bạc, tôi mới hiểu bản chất con người thật của bà. Ban đầu bà nghĩ tôi và bà cùng nghèo chung cảnh ngộ nên cũng cảm thông. Sau này tôi vay tiền mà chưa trả kịp cho bà. Đây là một phép thử thôi. Thế là bà mắng nhiếc tôi thậm tệ quá. Tôi biết gia đình bà nghèo, bà tằn tiện, nhưng không nghĩ bà lại sỉ vả tôi đến mức đấy. Có lẽ với bà tiền mới quan trọng, tiền mới là thứ bà quan tâm nhất. Sau chuyện đó, tôi đưa hết tiền lại trả bà và cũng thay đổi luôn suy nghĩ tiến tới với bà. Có lẽ tôi đã nhầm một chút về con người của ai đó. Bà không tốt như tôi nghĩ. Thôi thì đành sống tạm bợ những ngày sau vậy. Già rồi chứ trẻ trung gì. Đúng là vay tiền của người yêu tiền là điều sai lầm vô cùng.
Quý vị thân mến, tiền, tiền, tiền là câu nói trêu đùa của một số người. Nhiều người khi về già yêu tiền lắm, vì công sức vất vả bao năm của họ nên họ thế. Vì thế, ai mà vay tiền của những người này cũng không thoải mái gì đâu. Những người đó thường ích kỷ lắm, họ không thèm quan tâm đến cảm nhận của người khác, dù họ có khó khăn như thế nào. Cái họ quan tâm là lợi ích của bản thân thôi. Bởi vậy, dù túng thiếu cũng không nên vay tiền của những người yêu tiền như mạng sống, quý vị nhé. Thứ ba, đừng vay tiền của bố mẹ. Tôi là nam, 62 tuổi. Trước đây tốt nghiệp đại học bách khoa loại trung bình. Ra trường đi làm lương thấp, chỉ trên dưới 12 triệu đồng. Thời điểm hiện tại, dù không còn trẻ, nhưng tôi lại muốn lập nghiệp theo hướng mới vì công việc trước đây cũng bấp bênh quá nên gia đình không dư giả gì. Cha mẹ tôi già rồi, năm nay cũng gần 90 tuổi. Ông bà ngày xưa còn trẻ, hăng say lao động, bao năm tích cóp, về già cũng có một khoản tiền kha khá, lại có vài mảnh đất nên ông bà sống cũng thảnh thơi. Thế rồi tôi quyết định chuyển hướng sang làm kinh doanh về chăn nuôi gia đình. Thời điểm này, việc chăn nuôi cũng kiếm được. Nguồn vốn của tôi khi ấy chỉ được khoảng 50% tổng chi phí đưa ra. Tôi và vợ cùng cố gắng xoay sở. Tạm thời kinh tế chưa có nhiều thì mình làm nhỏ lẻ. Rồi đến khi có được mối ngon rồi thì tập trung đầu tư mạnh sau. Nhưng đời không như là mơ. Làm được một thời gian thì gia đình tôi bị lỗ vốn, giống gà cũ không tiêu thụ được nhiều trên thị trường. Xu hướng hiện nay là giống gà lai, mà gà đó thì kinh phí nhập giống về rất đắt đỏ. Quả thật, tôi không có đủ khả năng để làm được như thế. Rồi tôi chợt nhớ đến cha mẹ ở nhà. Tôi biết ông bà vẫn có khoản tiền riêng, có thể về vay tạm để làm ăn, rồi sau này có kinh tế thì trả sau và tiện đón ông bà lên ở cùng để tiện chăm sóc luôn. Nghe vậy, vợ tôi vội vàng can ngăn. Vợ bảo, ông à, bố mẹ là những người dù bụng đói, miệng vẫn nói mình no để dành cho con cái những phần thức ăn ngon nhất. Giờ bố mẹ già rồi, bao năm làm lụng vất vả mới có khoản tích cóp để trang trải khi về già. Mình đừng mượn của bố mẹ nữa, ông à. Nghe vợ nói xong, tôi chợt nhận ra có lẽ mình đã quá vô tâm chăng? Đã không lo được cho bố mẹ thì thôi, lại còn định về để vay nữa. Lại nhớ đến ngày xưa còn nghèo, nhưng hôm tôi nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ. Khi chợt tỉnh dậy thì mới thấy cha đi làm về. Trên người đầm đìa mồ hôi do công việc mang vác vật nặng, nên nhìn cha mệt mỏi vô cùng. Hồi ý tôi thương cha lắm. Tôi còn tự nhủ, sau này lớn lên kiếm nhiều tiền để nuôi cha mẹ, cho họ đỡ vất vả. Ấy thế mà giờ tôi lại có ý định về vay tiền họ làm ăn. Tôi thật là đứa con mất hiếu mà. Tôi cùng vợ tìm phương án giải quyết khác. Chúng tôi đã tìm đến vay những người họ hàng gần, cùng với ngân hàng nữa. Thế là đã đủ vốn đầu tư nhập giống mới. Tuy mất chút tiền lãi, nhưng tôi vẫn chấp nhận. Từ đây, vợ chồng tôi cần cù chịu khó, cuối cùng đã gặt hái được thành quả nhất định. Tôi đón luôn bố mẹ ở quê lên, ở cùng luôn. Ông bà cứ trách ngày trước, sao không để ông bà hỗ trợ vốn mà làm ăn. Để đi chạy vậy, vay mượn khắp nơi như thế, ông bà cũng xót. Nghe họ nói mà tôi áy náy mãi việc chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ và đã muốn lấy tiền của ông bà rồi. Quả thật, đây là một suy nghĩ dại dột mà. Quý vị thân mến, mỗi người con trưởng thành đều mong báo hiếu bố mẹ. Tuy vậy, không phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng. Con cái lúc nào cũng đủ đầy mà có lúc bị túng thiếu. Tuy nhiên khi về già có khó khăn,
cũng đừng vay tiền bố mẹ mình. Họ đã là những người đã cho chúng ta cả cuộc đời. Chưa thể đền đáp thì cũng không nên làm bố mẹ lo lắng thêm. Quả thật, mặc dù tiền không phải toàn năng, nhưng sống không thể thiếu tiền. Lúc gặp khó khăn mà được người khác giúp đỡ, hãy luôn tôn trọng và đừng quên tấm chân tình đó. Không phải người nào cũng sẵn sàng giúp đỡ và cho chúng ta vay tiền. Nhìn một cách tích cực, lúc hoạn nạn cũng là cơ hội để chúng ta biết được tấm chân tình của những người xung quanh. Chỉ khi thực sự cần đến tiền, giống như kiểu lâm vào đường cùng thì mới nên vay mượn tiền người khác. Còn khi không thực sự cần thì không nên vay mượn ai. Và dù vay tiền ai, hãy nhớ rằng đó chỉ là cách chúng ta giải quyết những khó khăn nhất thời. Quan trọng là mỗi người cần phải dựa vào bản thân, dùng đôi tay để tạo dựng thế giới của riêng mình, quý vị nhé. Và phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Mở Lòng. Vào một buổi sáng, ông Tùng đang ngồi đọc báo và uống cà phê trong sân vườn. Thì bà Tín đi chợ về, ông Tùng lên tiếng. Bà nó về rồi đấy à? Vâng, tôi về đây. Bà Tín vừa vào bếp, lấy rổ giá để đựng thức ăn mà bà mới mua ở chợ về, vừa nói chuyện với ông Tùng. Ông biết không, tôi vừa qua nhà bà Thản, gặp cái thằng Vọng ở đó. Tôi thấy vẻ mặt của bà Thản sợ sệt, cứ xua tay và nói đi chỗ khác đi, để tôi còn bán hàng. Mới sáng sớm mà cậu tới ám quẻ thì tôi bán hàng làm sao được. Tôi thấy tội nghiệp bà ấy quá ông à. Chỉ tại cái thằng què, nói thì chẳng ai nghe được. Ông Tùng tiếp lời. Tại sao người nhà đâu mà để cái thằng ngớ ngẩn ấy đi lang thang khắp nơi, làm khổ mọi người xung quanh? Ừ, ông nói đúng đấy. Lẽ ra người nhà phải nhốt nó ở trong nhà mới đúng. Ông Tùng tâm sự. Nhìn vào mấy thằng dở người, người tôi lại sởn gai ốc. Hình như cái thằng què đó ở bên cạnh nhà giáo sư Trân thì phải. Ông Trân chắc cũng bị ảnh hưởng vì cái thằng danh này, chán thật. Bà Tín sực nhớ. Nói tới ông Trân, tôi mới nhớ ra. Hôm chủ nhật vừa rồi, vợ chồng mình về quê, giáo sư Trân tới thăm. Ông ấy có tặng mình hai cuốn sách, đó là cuốn Hướng Tới Tương Lai và tập thơ Tình Đời của tác giả Cầu Thị do giáo sư Trân viết lừa tựa. Tôi đã đọc qua, hay lắm ông ạ. Ông Tùng đáp lời. Để khi nào có thời gian, tôi sẽ đọc. Phương Anh, cô cháu gái đang ngồi học bài, nghe được câu chuyện, vội quay sang hỏi bà Tín. Bà ơi, ông Vọng đó là ai hả bà? Bà Tín trả lời cháu gái. Cậu đó bị tật cháu à? Cậu đó không đi được nên phải ngồi xe đẩy. Cậu đó nói chẳng ai nghe được gì cả. Hồi trước gia đình cậu đó là hàng xóm nhà mình. Bố mẹ của cậu là đồng nghiệp của ông bà. Nhưng bố của cậu ta đã mất cách đây 3 năm. Cô cháu gái lại hỏi tiếp. Thế ông Vọng đó có đi học được không hả bà? Ông Tùng trả lời một cách coi thường. Đầu óc của cái thằng tật nguyền đó có suy nghĩ được đâu mà đòi học với chả hành. Bà Tín căn dặn Phương Anh. Khi thấy cậu ta đến, cháu đừng để cho cậu ta vào nhà mình cho nhé. Ông Tùng nói như tâm sự với chính mình. Cũng tội nghiệp ông thân bà Uyên, sinh ra cậu con trai bị tật nguyền như vậy. Bà Tín thắc mắc. Đúng thế. Không biết bà ấy bây giờ sống ra sao, cứ thả thằng con lang thang như vậy. Vài tuần sau, vợ chồng ông Tùng đang đi dạo trên đường thì bắt gặp Vọng đang đi xe lăn tới. Bà Tín vội nháy ông Tùng tránh đi chỗ khác, nhưng chưa kịp tránh thì Vọng đã lăn xe đến gần. Vọng lên tiếng. Cháu chào hai bác. Chào cậu. Ông Tùng cất tiếng chào và nói, thôi, đi chỗ khác chơi đi, cậu giỏi lắm,
Thôi đi nhé, chào cậu. Trước thái độ lạnh nhạt của ông Tùng, Vọng vô cùng thất vọng và hết sức bất bình với vợ chồng ông. Cậu nghĩ, tuy mình bị tật nhưng vẫn còn nhận thức được, mà sao ông bà ấy lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy? Thật chả ra làm sao. Vài ngày sau, bà Thản sang nhà ông Tùng, bà Tím chơi. Vừa tới cổng, thấy ông Tùng đang ngồi đọc báo, bà Thản đon đả chào. Chào ông có khỏe không? Ông Tùng đáp lời, ô, chào bà Thản, cảm ơn bà nhiều, tôi vẫn khỏe. Và hướng vào trong nhà gọi. Bà nó ơi, bà Thản sang chơi đây này. Nghe tiếng ông Tùng gọi, bà Tín vội chạy ra. Ôi, chào bà Thản, công việc làm ăn của bà ra sao? Bà Thản trả lời, cũng bình thường bà, thế bà làm gì đấy? Bà Tín nói, tôi đang nói chuyện với cháu Phương Anh, căn dặn cháu nó vài điều. Thế à? Bà Thản kể luôn. À, hôm qua cậu Vọng lại đến quán nhà tôi sợ quá. Hình như cậu ta vào quán làm khách hàng của tôi đi mất. Bà Tín nói một cách bực tức. Thế thì không được rồi, bà phải sang gặp bà Uyên ngay, nói cho bà ấy biết về thằng con bà ấy làm phiền người khác như vậy là không được. Bỗng nhiên ông Tùng có vẻ hóm hỉnh. Ấy, có khi vợ chồng ta đi nói chuyện giúp bà Thản, chứ bà Thản không chịu đi đâu. Vì sao, bà nó có biết không? Bà Tín đáp lại, tôi không hiểu. Ông Tùng nói tiếp, vì bà Uyên ở cạnh nhà người một thời của bà Thản đấy. Hiểu được ý chồng, bà Tín vào hùa theo. À, hôm qua tôi thấy người một thời của bà trên truyền hình với hai tác phẩm của tác giả Cầu Thị. Ông Tùng nói, tôi chưa kịp đọc hai cuốn sách đó, con cháu đã mượn đọc rồi, ông ấy đã tặng cho bà chưa? Bà Thản đỏ mặt. Không, cái ông bà này, chúng ta già hết cả rồi, nên ông nên bà hết rồi, lại còn trêu nhau nữa, không sợ con cháu cười à? Ông Tùng tiếp lời, già thì đã làm sao, tếu táo một chút cho trẻ lại. Khi nào tôi sẽ đến thăm ông Trân để tìm hiểu hai cuốn sách mà ông ấy viết lời tựa. Phương Anh đang đứng ngoài cửa, nghe ông nói vậy liền nói, ông ơi, cho cháu đi với, cháu đọc hai cuốn sách đó, cháu thấy rất hay ông ạ. Ông Tùng liền hỏi, sách của ông Trân tặng ông bà đâu rồi? Nghe thấy vậy, Phương Anh vừa sợ, vừa trả lời. Bạn cháu thấy hay nên bọn nó đòi mượn. Ông Tùng nói luôn, sao cháu lại cho mượn như thế? Để làm mất hai cuốn sách đó là không được đâu nhé. Thấy bộ dạng sợ sệt của Phương Anh, cả nhà đều cười. Vào một buổi sáng, ông Trần đang làm việc, thì ông Tùng và Phương Anh bước vào phòng. Ông Tùng lên tiếng, chào cậu, về hưu rồi mà cậu vẫn chăm chỉ như ngày nào. Giáo sư Trần liền trả lời, về hưu mình mới có điều kiện thâm nhập thực tế, mới khám phá ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Vợ mình và Uyên giới thiệu cho mình hai cuốn sách rất tuyệt vời, đọc thấy có những điều hay, ý tưởng thiết thực, nên mình đã xin phép tác giả của nó được công bố để mọi người biết. Mình đã tặng cậu hai cuốn sách đó, cậu đã đọc chưa? Ông Tùng liếc nhìn cô cháu gái, mình chưa kịp đọc, con cháu này của mình đã đòi mượn rồi, đọc xong nó lại cho bọn bạn của nó mượn, nên mình đã đọc được chữ nào đâu. Giáo sư Trần quay sang Phương Anh và nói, cháu thích hai cuốn sách đó lắm phải không? Phương Anh bẽn lẽn trả lời, dạ, không chỉ có cháu mà bọn bạn cháu đứa nào cũng thích. Nghe thấy vậy, giáo sư Trần đứng dậy đi về phía tủ sách, nơi có mấy chồng sách mới thơm phức mùi mực in. Giáo sư chọn một vài cuốn sách, ghé sang bàn làm việc, lấy chiếc bút, rồi ông trở lại chỗ ngồi, dở sách và ghi.
Ông Ký tặng cháu và các bạn cháu mấy cuốn sách của tác giả Cầu Thị. Còn một tác phẩm nữa của chú ấy, ông sẽ viết lời tựa và sẽ công bố trong thời gian tới. Phương Anh đón lấy những quyển sách từ tay giáo sư Trân. Dạ, cháu xin ông ạ, chúng cháu muốn gặp tác giả Cầu Thị. Bất chợt, ông Tùng nhìn thấy bóng dáng của Vọng đang lăn xe vào nhà của giáo sư Trân. Sực nhớ ra điều gì, ông Tùng nói với giáo sư Trân. Trân à, có khi tớ xin phép, tớ mới nhớ ra, tớ có hẹn với khách quen ở nhà, tớ xin phép được về. Ông Tùng quay sang cháu gái, về thôi cháu. Phương Anh nói với ông Tùng, hình như chú ấy là... Ông Tùng nghiêm mặt, thôi về đi. Ông Tùng ra đến sân, lại gặp Vọng ở đó. Vọng lên tiếng chào. Cháu chào, chào bác. Chú chào cháu. Ông Tùng đáp lại một cách lạnh lùng. Không dám, chào cậu. Trên con đường trưa đầy nắng gắt, Phương Anh đang lái xe máy đèo ông Tùng. Bất ngờ cô hỏi ông, tại sao ông bà lại ghét chú Vọng thế ạ? Ông Tùng trả lời, cái thằng dở người, ai mà chẳng ghét. Phương Anh tiếp lời ông, cháu lại thấy chú ấy là con người đầy nghị lực. Ông Tùng vội gạt đi, nghị lực cái gì thằng dở người đó? Thôi, chăm chú vào tay lái đi. Vào buổi chiều, sau khi ngủ dậy, ông Tùng đi sang phòng của Phương Anh. Thấy cô đang ngồi học bên chiếc laptop, ông liền lên tiếng. Phương Anh, chiều nay cháu không tới trường à? Cho ông mượn hai quyển sách mà ông Trân tặng cháu sáng nay. Nghe ông nói, Phương Anh liền đứng dậy, đi tới kệ sách để lấy sách cho ông, vừa nói. Dạ, tuần này lớp cháu nghỉ để chuẩn bị cho hội thảo khoa học sinh viên. Cháu cũng đang viết tham luận cho cuộc hội thảo đó. Và nội dung tham luận của cháu nói về tác giả Cầu Thị, người viết hai cuốn sách đó ông à. Ông ơi, cháu xin gửi ông hai cuốn sách ạ. Phương Anh trao sách cho ông bằng cả hai tay một cách lễ phép. Ông Tùng giơ tay ra đón nhận sách từ tay cháu gái, một cô sinh viên năm thứ ba của một trường đại học thuộc khối xã hội và nhân văn. Ông Tùng rất vui. Thế thì hay quá. Cháu cứ tiếp tục làm việc đi. Tiếc quá, ông chưa đọc hai cuốn sách đó để góp ý cho cháu. Thôi, ông về phòng đọc đây. Phương Anh nói tiếp. Ông à, cháu muốn mời ông Trân với tư cách là giáo sư và tác giả Cầu Thị tham gia cuộc hội thảo của chúng cháu. Ồ, cái đó để ông nói chuyện với ông Trân cho. Cứ yên tâm đi. Phương Anh thắc mắc. Nhưng còn tác giả Cầu Thị... Cứ yên tâm đi, rồi sẽ có hết. Ông Tùng vừa nói, vừa đi ra ngoài và khép lại cánh cửa căn phòng của cháu gái. Trở về phòng của mình, ông Tùng đến chiếc bàn của bộ ấm chén. Ông lấy vích nước rót vào ấm, rồi lấy chiếc ấm đó rót cho mình một chén trà nóng. Ông vừa nhâm nhi trà, vừa ngồi vào chiếc ghế để cạnh cửa sổ và dở sách ra đọc. Cuốn đầu tiên mà ông đọc là cuốn Hướng tới tương lai. Ông đã bị cuốn hút ngay từ những trang đầu bởi cách hành văn rất mạch lạc của tác giả. Ông cảm phục tác giả về cách giải quyết vấn đề rất hợp logic mà trong cuộc đời nghiên cứu của ông đã từng gặp những bài viết như vậy. Đúng như giáo sư Trân nhận xét trong lời tựa, trong cuộc sống còn có nhiều vấn đề mà khoa học chưa được tiếp cận. Chỉ những người có những cuộc trải nghiệm mới hiểu được những vấn đề. Tác giả Cầu Thị là một trong những con người như vậy. Cuốn sách đã hấp dẫn ông Tùng ngay từ những trang đầu, làm ông say mê. Có những câu ông phải ghi lại vào sổ tay. Ông đọc sách một cách chăm chú, cho đến khi Phương Anh bước vào. Ông ơi, cháu mời ông ra ăn cơm ạ. Ông Tùng ngẩng đầu lên. Mấy giờ rồi hả cháu? Phương Anh trả lời. 6 giờ rồi ông ạ. Ông ra ăn cơm đi. Ông Tùng nói với cháu gái.
Cuốn sách này hay quá cháu à. Ông cũng muốn gặp tác giả Cầu Thị. Chắc người đó phải là học trò cưng của ông Trân rồi. Thôi, ông cháu ta đi ăn cơm thôi. Nói xong, ông Tùng và cháu gái đi hướng về phòng ăn. Nơi đó có bữa cơm chiều đang đợi họ. Vừa vào phòng ăn, ông Tùng lên tiếng. Bà cho ông cháu tôi ăn gì nào? Bà Tín vừa chuẩn bị đồ ăn vừa hỏi. Ông cháu làm gì trong đó mà lâu thế? Ông Tùng trả lời. Tôi đang đọc cuốn sách hướng tới tương lai của tác giả Cầu Thị. Bà Tín đáp lại. Thế hả? Ông thấy cuốn sách đó như thế nào? Ông Tùng vừa vào bàn ăn vừa nói. Rất tuyệt bà à. Mai tôi sẽ sang nhà ông Trân để trao đổi về cuốn sách đó. Tôi cũng yêu cầu ông ấy cho ông cháu tôi gặp tác giả Cầu Thị. Cháu Phương Anh sẽ có bài tham luận về hai cuốn sách đó trong buổi hội thảo khoa học sinh viên sắp tới bà à. Mắt bà Tín ánh lên niềm vui. Thật tuyệt vời, cố lên cháu nhé. Ông Tùng quay sang Phương Anh. Phương Anh này, tí nữa ăn xong, cho ông mượn bài tham luận của cháu nhé. Phương Anh lễ phép. Dạ vâng ạ. Bà Tín để thêm vào. Có ông là chuyên gia nghiên cứu xã hội học góp ý thì còn gì bằng. Sáng hôm sau, Phương Anh lại đưa ông Tùng đến nhà giáo sư Trân. Nghe tiếng chuông cửa, bà Tân là vợ của giáo sư Trân ra mở cổng với vẻ mặt lạnh nhạt. Anh Tùng đấy à? Ông Tùng đáp lời. Vâng, tôi đây. Chào Tân. Thấy ông Tùng bước vào phòng mình, giáo sư Trân liến nói. Tùng đến đấy à? Tớ đang muốn gặp cậu để nói chuyện. Ông Tùng hỏi lại. Chuyện gì vậy? Giáo sư Trần nghiêm nét mặt nói. Tại sao hôm qua cậu xin phép về giữa chừng? Ông Tùng trả lời. Hôm qua tớ có hẹn mà. Tớ nói với cậu lúc đó rồi đấy thôi. Giáo sư Trần lắc đầu. Cậu nói không đúng. Cậu muốn tránh cháu Vọng, con của các bạn Thân và Uyên. Cháu Vọng đã kể hết cho vợ chồng mình về thái độ của vợ chồng cậu đối với cháu. Ông Tùng nói với giọng khinh miệt. Lại cái thằng dở người đó, cậu bận tâm đến kẻ ăn hại đó làm gì? Trong khi đó, cậu phải làm nhiều việc. Giáo sư Trần tức lên. Cậu nói cái gì? Ai là dở người? Ai là kẻ ăn hại hả? Cậu biết không, chính các bạn Thân và Uyên dành ra hàng giờ gặp mình để bây giờ cậu có học vị như vậy. Ông Tùng tiếp lời. Đó là chuyện khác. Còn việc sinh ra đứa con tật nguyền là không thể chấp nhận được. Lẽ ra các bạn đó phải có biện pháp chứ? Giọng giáo sư Trần trở lại bình thường. Việc sinh ra đứa con khuyết tật đâu phải là tội lỗi. Đó là việc xảy ra ngoài ý muốn của con người. Ông Tùng nói như làm lành. Thôi, đừng vì cái thằng tật nguyền đó mà bạn bè chúng ta trở nên bất hòa. Giáo sư Trần không nói gì. Đôi môi của ông mím chặt và trên tay của ông cầm chiếc chén trà đang uống dở. Hai hàng lệ của ông lăn dài trên đôi má. Không hiểu ông đang giận ông Tùng về những định kiến của ông ấy về những người không may rơi vào hoàn cảnh khuyết tật hay ông thương Vọng một thanh niên không may bị khuyết tật. Để phá vỡ sự im lặng căng thẳng, ông Tùng gợi chuyện. Chân này, ông cháu mình sang đây để muốn trao đổi cùng cậu về nội dung hai cuốn sách của tác giả Cầu Thị và ông cháu mình muốn được gặp tác giả. Giáo sư trả lời một cách thẳng thắn. Không biết tác giả đó có muốn gặp không nhỉ? Những người có tài, nổi tiếng thì chúng ta muốn gặp. Còn những mảnh đời khuyết tật, khó khăn, chúng ta lại định kiến, tìm cách lảng tránh. Mình cũng đã từng định kiến, suy nghĩ hời hợt về cộng đồng người khuyết tật. Xong nhờ bà vợ mình và Uyên, mình mới có nhận thức đúng về những người bị tổn thương một phần cơ thể. Chúng ta là những chuyên gia nghiên cứu xã hội học, nên coi đó là hiện tượng để nghiên cứu. Từ đó chúng ta đưa ra các giải pháp giúp cho người khuyết tật có một cuộc sống tốt hơn. Ông Tùng hỏi giáo sư, thế có nghĩa là tác giả Cầu Thị là một người bị khuyết tật?
giáo sư Trần trở nên sôi nổi. Đúng vậy, thế cậu có biết tác giả Cầu Thị là ai không? Ông Tùng trả lời, mình không biết, chắc là người đó là một trong những trò cưng của cậu, có đúng không nào? Giáo sư Trần nói, tác giả đó không phải là học trò của mình đâu. Ước gì tác giả Cầu Thị được mọi người chú ý tới, là con người thành đạt trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mình bật mí cho cậu biết, tác giả Cầu Thị chính là cháu Vọng, con của các bạn Thân và Uyên đấy. Ông Tùng ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Cậu đó là người khuyết tật bị ngẩn ngơ cơ mà. Giáo sư Trần cắt lời ông Tùng. Lúc đầu mình cũng tưởng là vậy, xong được đọc các bài của cháu Vọng do vợ mình mượn từ Uyên về đưa cho mình đọc. Qua những bài viết, mình thấy trong con người cháu là cả một tâm hồn, là những ước mơ, những ý tưởng sinh kế cho cộng đồng người đồng cảnh như cháu. Là một người làm công tác trong ngành khoa học xã hội, mình thấy cần chú ý những cái cháu đã viết ra, cần làm thay đổi suy nghĩ và xóa bỏ định kiến về người khuyết tật còn tồn tại trong xã hội. Đó không phải là nhiệm vụ của ngành xã hội học hay sao? Nên mở lòng với những người khuyết tật như cháu Vọng, Tùng à. Ông Tùng có vẻ ân hận nói, thật là hổ thẹn. Trong khi cậu coi vấn đề người khuyết tật là nhiệm vụ của ngành xã hội học, thì tôi, một đồng nghiệp của cậu, lại coi thường những người khuyết tật, cụ thể là cháu Vọng. Từ lúc đến, Phương Anh ngồi nghe hai người bạn già nói chuyện một cách chăm chú. Nghe nhắc đến Vọng, Phương Anh xin phép được nói lên suy nghĩ của mình. Thưa hai ông, sau khi đọc xong hai cuốn sách, cháu cứ ngờ ngợ tác giả Cầu Thị chính là chú Vọng. Cháu có trình bày sự nghi ngờ với ông cháu, nhưng ông cháu gạt đi. Bà Tân mang phích nước vào phòng khách, nghe mọi người nhắc đến Vọng, bà liền kể. Ông và cháu biết không, sau khi ông Trần nhà tôi đọc các bài của Vọng, hai bác cháu thân nhau lắm. Ông ấy dặn cháu Vọng, khi nào cháu không đi sinh hoạt người khuyết tật, thì cháu và mẹ sang đây ăn trưa với hai bác. Lúc đầu cháu còn ngại, nhưng ông Trần bảo, cháu sang đây là để thông tin cho bác về hoạt động của người khuyết tật, còn bác có nhiệm vụ cập nhật về những thông tin đó. Nghe thấy ông Trần nói vậy, cháu Vọng mới chịu sang. Đúng lúc ấy, bà Uyên xách cặp lồng thức ăn và Vọng xuất hiện ở cổng nhà giáo sư Trần. Khác với mọi lần khi gặp Vọng, ông Tùng vội đứng dậy, ra mở cửa cổng và ôm chầm lấy Vọng. Giọng nói của ông như nghẹn lại. Con ơi, cho bác xin lỗi, lẽ ra con bị tật, bác phải đến với con từ lâu rồi mới đúng. Thấy cảnh tượng như vậy, giáo sư Trần thực sự xúc động. Ông cháu cậu ở lại dùng bữa với vợ chồng mình và mẹ con Uyên. Ông Tùng trả lời, ông cháu mình sẽ ở lại, mình còn phải tâm sự với cháu Vọng. Thấy Phương Anh ngập ngừng, giáo sư Trần hiểu ý. Có điều gì vậy, Phương Anh? Cháu cứ nói đi. Phương Anh lễ phép đáp. Dạ, hôm tới, khoa cháu tổ chức hội thảo khoa học sinh viên. Chúng cháu biết ông là người giới thiệu các tác phẩm của tác giả Cầu Thị. Chúng cháu muốn mời ông với tư cách là giáo sư và tác giả Cầu Thị đến dự cùng chúng cháu ạ. Ông Tùng nói thêm. Cháu Phương Anh đang viết bài tham luận về hai tác phẩm của tác giả Cầu Thị đấy. Giáo sư Trần vui hẳn lên. Thế thì hay quá. Hôm đó ông và chú Vọng sẽ đến. Nào, mời mọi người vào dùng bữa. Ông Tùng đẩy chiếc xe lăn của Vọng vào bàn ăn cùng mọi người. Sau bữa ăn, mọi người thấy Phương Anh đẩy xe giúp Vọng đi dạo trong vườn nhà giáo sư Trần. Cả hai đang hướng đến đàn chim bay lượn trong nắng chiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.